Tôi đã cảnh cáo bà, không được tiết lộ chuyện này cho người khác rồi mà. Là do gì tình cờ gặp con mấy lần nói chuyện với chị Diệu, cộng với chuyện con không phải là thằng Quân, cháu của ông Phát, nên dì mới tra hỏi chị Diệu, chứ không phải chị Diệu tự nói cho dì biết đâu. Dì với mẹ con chưa nói chuyện này cho ai biết hết. An, con có làm gì con Phương không? Tôi và cổ lâu nay không có liên lạc gì hết. Bà hỏi vậy là ý gì? Tối hôm qua con Phương nó bị mất tích. Trước đó nó có điện cho bà Tuyết. Nó nói là nó phát hiện thằng Quân thật đã chết, còn chỉ là giả mạo. Có phải là con biết chuyện nên con làm hại nó đúng không? Tôi nói không có. Tôi đã nói tôi với cổ từ khi kết thúc tới nay chưa từng liên lạc với nhau. Con nói thật không? Mẹ không muốn con vì tham vọng mà làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy. Bà không tin thì thôi, tôi không muốn dính dáng tới tất cả mấy người. Đừng có việc gì cũng đổ lên đầu của tôi hết. Nhất là bà, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không đừng có trách tôi. An, An, con ăn nói như vậy với mẹ con đó hả? Bà không phải là mẹ của tôi. Dì biết là con hận mẹ con, nhưng mà bây giờ con đã lớn rồi mà An. Con giỏi giang thành đạt, sao con vẫn còn giữ cái suy nghĩ ấu trĩ như hồi nhỏ vậy hả An? Đúng là bây giờ tôi đã lớn và biết suy nghĩ. Nhưng những chuyện ngày xưa mà thiên chỉ đám con ghẻ không cứu tôi là sự thật. Chuyện ngày xưa dì là người biết rõ nhất nè. Không phải mẹ con thiên vị tụi anh em thằng Kiệt đâu. Mẹ con cũng muốn răn dạy tụi nó giống như con vậy đó. Nhưng mà bà nội thằng Kiệt quá thương tụi nó, luôn bênh vực tụi nó. Bà lại bệnh sắp qua đời, nên mẹ con vì nể tình bà mà không mạnh tay với tụi nó thôi. Còn việc mẹ con cứu con Thư mà không cứu con, vì lúc đó con biết bơi nên mẹ con mới phải cứu con Thư trước. Sau đó mẹ con đã bơi theo con nhưng mà không kịp, đến mức mẹ con suýt chết đuối ở dòng sông đó, được người ta vớt lên đưa đi bệnh viện. Nghĩ là con đã chết, mẹ con đã thắt cổ ngay bờ sông mà con bị nước cuốn trôi để theo con. Nhưng một lần nữa số phận bắt mẹ con phải sống. Bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt, sao con không nhìn nhận cái mặt tích cực mà cứ nhất định phải nhớ tới cái mặt tiêu cực như vậy? Con chỉ nhớ tới việc mẹ con thiên vị, mà con không nhớ là mẹ con đã yêu thương con như thế nào. Con chỉ nhìn thấy mẹ con không cứu con, mà con không thấy mẹ con chết đi sống lại vì con như vậy hả An? An à, đừng trách mẹ nữa con. Nhận lại mẹ đi con. 20 năm qua mẹ con đã đau khổ quá nhiều rồi An. Người chịu thiệt thòi nhất trong 20 năm qua là tôi, chứ không phải là bà. Và càng không phải là đám con ghẻ của bà. 20 năm qua bà và đám con ghẻ của bà sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Còn tôi thì sao? Tôi sống trong sự cô độc, hà khắc áp lực của ông ngoại. Tôi đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Tôi không thể mất tất cả được, và không thể vì một người không xứng đáng giống như bà ta. An, An, thôi để nó đi đi em. Ha ha ha.
Em đã nói tới như vậy rồi mà nó vẫn không nghe. Không ngờ nó vẫn cố chấp như hồi nó còn nhỏ. Chị cũng không muốn ép buộc nó nhận lại chị. Chỉ cần nó sống vui vẻ hạnh phúc là chị yên lòng. Chị chỉ mong là nó đừng phạm sai lầm, đừng liên quan tới chuyện mất tích của con Phương. Nếu không chắc chị sống không nổi. Em nghĩ chắc là không phải đâu chị. Nói với con Phương đó giờ đã có liên lạc lại với nhau đâu. Sao nó biết được chuyện con Phương điều tra mà ra tay kịp lúc. Chị đừng có lo lắng quá, ảnh hưởng tới sức khỏe. Việc bây giờ là mình phải đi tìm con Phương. Em chở chị về nhà lấy xe, để chị chạy đi kiếm phụ mọi người. Càng nhiều người kiếm thì sẽ càng hiệu quả hơn. Đi em. Dạ chị. Con đã bơi theo con nhưng mà không kịp, đến mức mẹ con suýt chết đuối ở dòng sông đó, được người ta vớt lên đưa đi bệnh viện. Nghĩ là con đã chết, mẹ con đã thắt cổ ngay bờ sông mà con bị nước cuốn trôi để theo con. Bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt. Sao con không nhìn nhận cái mặt tích cực mà cứ nhất định phải nhớ tới cái mặt tiêu cực như vậy? Con chỉ nhớ tới việc mẹ con thiên vị mà con không nhớ là mẹ con đã yêu thương con như thế nào. Con chỉ nhìn thấy mẹ con không cứu con mà con không thấy mẹ con chết đi sống lại vì con như vậy ha. Mày sao vậy Quân? Dù có thật như là bà Thu nói thì mày cũng không thể nào dừng lại. Mày không là cháu ngoại của ông Phát thì mày chẳng còn cái gì hết. Mày quên 20 năm qua mày đã cố gắng như thế nào sao? Tao biết chứ, nhưng tao cũng cần có thời gian để thu xếp. Đây là một sự chuẩn bị cho cả tương lai về sau, có phải là món đồ trong túi đâu mà muốn lấy ra lúc nào cũng được. Mày phải thu xếp ổn thỏa trước khi ông ngoại làm di chúc thừa kế. Chị Thư à, buông ra. Chị Thư đừng vô. Chị Thư cậu buông tôi ra. Anh đã làm gì em gái tôi? Không chuyện gì đâu, cậu đi làm tiếp đi. Dạ. Bà Thư, dù mình là người một nhà nhưng đây là công ty, muốn gặp phải hẹn trước chứ. Mà nói ai? Phương hả? Lâu nay tôi với cổ đâu có liên hệ gì với nhau đâu. Nó mất tới từ đêm hôm qua. Chỉ có anh là có khả năng hại nó, bởi vì nó đã biết bí mật của anh. Mà nói bí mật gì? Anh đừng có giả vờ. Anh vốn không phải là Quân, mà là kẻ giả mạo. Quân thật đã chết 20 năm về trước. Đúng là khéo tưởng tượng đó. Anh đừng có đóng kịch nữa. Tôi đã báo công an rồi. Tôi cảnh cáo anh, anh mà hại em tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Tôi đã nói với mợ là tôi không có liên quan gì với Phương từ lâu. Mợ vẫn chưa rút kinh nghiệm đợt vừa rồi sao? Muốn làm cho ông ngoại tôi tức giận lên hả? Anh cứ chờ mà coi. Tôi nhất định sẽ vạch mặt của anh trước mặt ba chồng của tôi. Hãy chờ đó. Chờ đó. Alo. Anh ơi, có công an muốn gặp anh Quân.
Ừ, tôi biết rồi. Anh Quân, có công an họ tới để tìm anh. Thì ra là năm xưa thằng Minh nó đã gạt ba. Thằng Quân đang ở với ba là giả thôi. Còn thằng Quân, con ruột của chị hai, đã chết từ lâu rồi. Ai lại đi phao những tin đồn thất thiệt như vậy? Dạ là em gái của con. Nó về An Giang, nó tìm hiểu nên biết được tin này. Nó định tới gặp ba để nói rõ, nhưng lại bị mất tích từ tối qua tới giờ. Con nghi ngờ Quân đã ra tay với nó. Cậu Quân, có chuyện gì ở trong nhà vậy? Tôi thấy hai vợ chồng cậu Hải qua kiếm ông, chắc có chuyện gì quan trọng lắm đó. Tôi biết rồi. Dạ chào ông ngoại. Ừ. Chào cô vợ. Tôi đã nói tôi không liên lạc với Phương từ lâu lắm rồi. Mợ đừng có vu khống tôi nữa. Mợ báo công an để họ tới công ty tìm tôi. Chuyện lần trước mợ chưa đủ phiền phức sao mợ? Không phải mày thì là ai? Tự nhiên tại sao con Phương đã mất tích? Mày không phải là con cháu nhà này. Mày là ai? Mày nói đi. Cậu, con đã nói chuyện quá khứ con không còn nhớ gì hết. Nhưng cậu mợ cũng đừng dựa vào đó mà đặt điều cho con chứ. Có chứng cứ thì cứ đưa ra. Công an họ không tin những lời vô căn cứ của mợ đâu. Bởi vậy con mới còn ngồi đây nói chuyện với cậu mợ đây. Mày đừng có mạnh miệng nghe. Ba, hay là ba với nó đi làm xét nghiệm đi ba. Mình sẽ biết được nó có phải là cháu ruột của ba hay không. Không có xét nghiệm gì hết. Nó là cháu của tao hay không? Không lẽ tao không biết? Vợ chồng hai đứa bay, đừng có gây thêm rắc rối nữa. Nhất là con, đừng có phỏng đoán vô căn cứ, rồi chuyện nào cũng đi báo công an, ảnh hưởng đến công ty. Dạ, con xin lỗi ba. Con hứa sẽ không tái phạm nữa. Ba, ba đi xét nghiệm thôi chứ có sao đâu. Nếu như nó là giả, ba để lại tài sản cho nó, chẳng phải là ba mất hết hay sao chứ? Ba đã nói là không nói tới chuyện này nữa. Nè, hai vợ chồng con, nếu không còn chuyện gì để nói thì về đi, lo mà tập trung cho công việc. Ba, về đi. Ba à, ba. Thôi anh, mình về đi. Thưa ba, con về. Con thật sai lầm khi để chuyện tình cảm gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Con còn biết chị em mở thư còn gây khó dễ cho con tới bao giờ nữa. Con nghĩ sao về cái tin con không phải là cháu ruột của ngoại? Tuy thực sự con không nhớ gì về quá khứ, nhưng con tin đó chỉ là chuyện bịa đặt của chị em mở thư để hại con thôi. Ngoại cũng nghĩ vậy. Nhưng đôi khi có những chuyện tình cảm đối với nhau, đó mới là quan trọng nhất. Dạ. Thôi, ngoại lên phòng đây. Có cà phê không? Có anh. Cho tôi 2 ly đi. Phê đá hay phê sữa? Cà phê đá. Rồi rồi, đợi một chút. Em ơi, em có thấy cô gái trong hình này đi ngang qua đây không? Đi quanh vòng vòng đây nè. Không có thấy. Chị tìm chỗ khác đi. Cảm ơn em. Xin lỗi, anh có sao không? Cảm ơn em nhiều nha. Không có gì đâu chị.
Vụ tìm người đạp xe hot girl Vĩnh Phương, anh nhờ chú mày làm tới đâu rồi? Dạ, có người nhận ra một đứa là con quà chót. Em đang dò hỏi chỗ của nó. Tốt. Dạ. Nhanh cho anh đi. Dạ. Anh phải có kết quả để còn tạo niềm tin cho người ta. Anh yên tâm, anh đi sớm như vậy thì tụi em phải cố gắng chứ. Ok, có gì alo anh nghe chú. Dạ, em biết rồi. Tới thăm ba hả con trai? Tôi tới con cổ sao rồi? Con sợ ba giết chết nó hay sao mà phải đích thân con tới vậy? Con đã kêu ba giam nó thì làm sao ba dám làm gì nó chứ? Ở đây cô la là sẽ có người nghe hả? La đi, la cho tôi nghe coi. Là do cô tự chuốc lấy. Tôi không giết cô đã là quá tốt đối với cô rồi. Anh chưa giết tôi, chẳng qua là vì có lý do gì đó chứ gì. Con ruột của anh mà anh còn dám giết thì chuyện gì mà anh không dám làm chứ? Anh lừa dối tôi, tôi rất hận anh. Nhưng mà tôi vẫn mặc xác anh, không muốn dính líu gì tới anh nữa. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh giết chết con tôi thì cho dù tôi có chết đi nữa, tôi cũng phải để cho anh trả giá. Cô bị điên hả? Tôi chưa hề đụng tới cái thai đó. Anh còn nói dối nữa hả? Là chính anh thuê bà Nhung hộ lý bắt tôi uống thuốc phá thai. Anh còn chối nữa hả? Chính miệng bà Nhung đã nhận tội với dì ba tôi, anh còn chối tội nữa hả? Cô đã bị cô Thư gạt rồi. Tôi không hề biết bà Nhung nào hết. Anh nghĩ đi, tôi còn tin những lời nói của anh nữa hả? Tin hay không thì tùy cô. Tốt nhất ngoan ngoãn ở yên đây. Nếu mà còn gây rối nữa, đừng có trách tôi. Chuyện gì vậy? Dạ đại ca, em vừa phát hiện mẹ của con Phương đang theo dõi thằng Quân. Vậy sao? Dạ. Đi. Con mau đi đi, mẹ đã theo dõi con, sắp tới đây rồi. Đi đi đi. Bà sẽ giải quyết xác của nó. Đi mau đi, hay là muốn chết chung cái lũ. Bà đang hỏi thăm được, sắp tới đây ngay bây giờ đó. Đi. Đại ca. Cái gì? Bây giờ mình tính sao?
Quá giỏi, quá hay. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ nhàng mà mày đã giải quyết tất cả một phần thù hận trong lòng của mày. Mày đang nghĩ gì vậy? Có phải là mày đang cảm nhận tình yêu đến muộn không? Lúc nhỏ mày đã từng bồng bế nó, đến lớn thì lại yêu đương nhăng nhít, nên mày thấy bất ngờ, đúng không? Tao không có giết cô ấy. Nói đúng hơn là tao không cho phép mình giết người. Tao chỉ muốn họ bị đau khổ như tao đã từng đau khổ. Họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho tao, cho gia đình của tao. Tao thấy rồi, giết người phải đền mạng. Mạng của tao đang có giá lắm. Tao không muốn chết từ lúc này. Bây giờ mày nghĩ gì đã quá muộn rồi. Chỉ còn một con đường mà thôi. Đương nhiên, kết liễu mọi thứ thì mày mới được sống. Hoặc nếu chết thì mày cũng đã thực hiện được mọi mong đợi. Tao nói có đúng không? Mày im đi, im đi, im đi, im đi! Sao vậy? An ơi! An! An ơi! Con sao vậy? An ơi! Phải, con nói dối mẹ. Con đã làm gì con Phương đúng không? Không có. An, mẹ không muốn con trở thành con người như bây giờ. Con nói cho mẹ biết đi, con đã làm gì con Phương? Tôi nói tôi không có. Con đừng nói dối mẹ. Mẹ biết con đã làm gì đó có lỗi với con Phương. Nếu không, tại sao trong giấc ngủ con nằm mơ con kêu tên con Phương, con xin lỗi nó? Mẹ không muốn chính mình phải đi tố giác con. An, con hãy tỉnh ngộ đi con. Bà nói xong chưa? Đừng có lải nhải nữa. Tôi đã nói là tôi không có làm gì Phương hết. Bà có bên con ghẻ của bà thì cũng nên có lý trí một chút. Tại sao lúc nào cũng phải là tôi mới được? Bà mà còn ăn nói bậy bạ, tôi không có tha cho bà đâu.
An à, nghe mẹ đi con. Chị Thu, dì Diệu về chưa con? Sao dì gọi cho dì Diệu mà không được? Dạ dì chưa về, con cũng đợi từ nãy tới giờ. Con mới vừa gọi điện cũng không được nữa. Con tính đợi thêm chút nữa coi sao. Không biết có xảy ra chuyện gì với chị không nữa. Để dì điện lại coi sao. Không gọi được. Dì gì? Dì Diệu về kìa. Dì Diệu. Chị. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên em với con Tú gọi điện cho chị hoài mà không được? Tụi em đang lo quá, không biết chị có sao không nữa. Điện thoại chị hết pin từ hồi chiều nữa. Chị, có chuyện gì hả chị? Không có gì hết, tại chị mệt thôi. Vậy thôi, ngày mai chị đừng có đi kiếm con Phương nữa. Cái lưng của chị mà cứ chạy xe hoài như vậy, thế nào cũng bị đau lại à. Để tụi em đi kiếm được rồi, nghe chị. Dạ, đúng rồi đó dì. Chị không sao hết, chị phải đi kiếm nó. Chứ ở nhà chờ, chị khó chịu lắm. Tin gì của con Phương hay sao mà mọi người tới cùng lúc vậy? Không có. Tụi tôi mới tới bệnh viện, nghe báo lại là thằng Quân với chị Diệu mới từ đó về nên mới qua đây. Tới bệnh viện? Ừ. Hồi nãy tôi đi kiếm con Phương, tình cờ thấy thằng khốn nạn Quân say xỉn té ngoài đường. Bà Diệu ra tay giúp đỡ nó. Không lẽ có vậy thôi mà mọi người kéo qua đây trách chị Diệu hả? Nhưng mà tôi nghe rõ ràng bà hô hoán, bà gọi nó là An nữa đó. Và bà kêu người ta phụ cứu con của bà. Trùng hợp 20 năm lúc An mất tích cũng là lúc Quân được đem về cho ba chồng của con. Ngày xưa thằng An rất ghét tụi con. Bây giờ con mới nghĩ lại, những chuyện trước đây nó làm là để phá con. Chỉ khi nó là thằng An nó mới làm như vậy thôi. Chứ với một người bình thường như thằng Quân cũng không rảnh đến mức phải làm nhiều chuyện như vậy. Tại sao dì không trả lời con? Dì không nói gì. Chẳng lẽ đó là sự thật? Bây giờ dì phải đi gặp ba chồng của con, xét nghiệm với Quân để vạch mặt hắn. Dì không đi đâu. Tại sao dì? Đó, thấy chưa? Tụi con sáng mắt ra chưa? Bả rốt cuộc á cũng vì con bả thôi à. 20 năm qua, chẳng qua con bả mất tích cho nên là bả mới tốt với tụi con như vậy đó. Bà đừng có nói bậy nha. Chị Diệu thương tụi nhỏ và thằng An như nhau thôi. Nó hại con Phương nhưng mà bà vẫn bao che cho nó, không chịu tố cáo. Cô còn nói là không thiên vị à. Thương yêu như nhau như vậy đó. Nhưng vẫn chưa có bằng chứng gì chứng tỏ con Phương nó bị hại. Nếu bây giờ thằng Quân nó giết con Phương mà chị Diệu đi bao che cho nó thì bà hãy nói. Cái gì? Mục đích của các người muốn dì Diệu vạch mặt Quân để loại Quân thì đúng hơn đó. Đúng là dù hắn không phải là người làm hại con Phương đi nữa thì tôi vẫn muốn loại hắn. Hắn đáng phải mất tất cả vì những gì mà hắn đã gây ra cho chị em tôi. Dì, dì phải đi với con. Dì xin lỗi.
thấy chưa, tụi con thấy chưa? Cuối cùng á, bà cũng vì con bà thôi hả? Tại sao dì lại làm như vậy? Cho dù tụi con không phải con của dì, nhưng mà hắn là người làm sai mà. Dì đâu thể nào mà thương con của dì mà báo che cho hắn. Con thì thất vọng về dì. Thư, Thư. Bây giờ mọi người đều căng thẳng, nói tới nói lui á, cũng không kết quả gì hết. Dì Diệu à, dì suy nghĩ lại đi. Mẹ à, cậu, mình về đi. Em sẽ về nói chuyện lại với chị hai và anh em tụi nó. Em về chị Diệu. Chị, chị, em nói đi, chị phải làm sao cho đúng bây giờ? Em hiểu nỗi khổ tâm của chị. Hay thôi, chị đừng có xen vào chuyện của tụi nhỏ nữa. Nếu mà thằng An thật sự làm chuyện có lỗi với con Phương thì công an sẽ điều tra ra. Chứ bây giờ chị đi vạch mặt nó, nếu thật sự nó không làm gì con Phương, lại càng hận chị thêm nữa. Dì Thu nói đúng đó dì. Con thấy nếu thật sự Quân không làm hại Phương, chuyện vạch mặt này rõ ràng cũng chỉ có lợi cho Thư mà thôi. Hai đứa con thấy rõ bộ mặt thật của bả chưa? Trước giờ tụi con lúc nào cũng chỉ thấy cái bộ mặt giả tạo của bả thôi. Mẹ, tình cảm gì dành cho tụi con 20 năm nay, con không nghĩ nó là giả tạo đâu. Con nói cái gì vậy hả? Con đang bênh vực bả hay sao vậy? Nè, con đừng quên năm xưa bả đã cướp ba con, làm gia đình của chúng ta tan nát đi nè. Hôm trước ở đám giỗ của ba, dì cũng nói là ngày xưa dì với ba không có gì hết mà. Con nghĩ chuyện ngày xưa chỉ là hiểu lầm thôi mẹ. Cái gì? Bây giờ con tin bả hay là tin mẹ hả? Con không có ý đó. Nhưng mà bao nhiêu chuyện xảy ra lâu nay, con chỉ liên tưởng là chuyện quá khứ ngày xưa thôi. Thật sự dì với ba chưa hề kết hôn, dì chỉ nói dối để gạt cô Út thôi. Hồi nhỏ con chưa có biết suy nghĩ sâu xa. Bây giờ con nghĩ kỹ lại, con thấy hồi xưa khi ba còn sống á, sáng ba ở quán phở, tối thì ba về nhà, dì cũng về nhà trọ luôn. Thật sự hai người đó không có thời gian gặp riêng để mà tư tình mẹ à. Với lại nếu hai người đó có tư tình với nhau á, thì khi mẹ đi, ba đã công khai đưa dì về nhà ở luôn rồi. Con nói đúng đó chị hai. Em tin năm xưa giữa chị Diệu và anh Phong không có tư tình gì đâu. Bây giờ bả vì con của bả đối với nhà mình như vậy, hai người còn bên vực là sao hả? Nè Kiệt, con đừng nghĩ bả nhường cái thương hiệu phở Vĩnh Phong cho con rồi con mắc mưu bả nghe. Trong lòng bả không bao giờ có thật lòng thương yêu con hết. Chị hai, đúng là chuyện của thằng An chị Diệu không giúp mình, nhưng tình cảm của chị Diệu đối với tụi nhỏ là sự thật. Nếu như chị Diệu không thương con Phương thì 20 năm trước chị đã không liều mình xông vào lửa để cứu con Phương. 20 năm trước chị đã không cứu con Thư trước để cho thằng An nó trôi xong. Cậu nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy? Người cứu con Phương 20 năm trước là mẹ của con mà. Nè Phúc, em chỉ muốn nói sự thật để tụi nhỏ thông cảm cho chị Diệu mà thôi. 20 năm trước lúc con Phương bị bắt cóc, chị Diệu đã bất chấp nguy hiểm để xông vào lửa để cứu nó ra. Dì Diệu muốn bà nội tha lỗi cho mẹ của tụi con nên không nói ra sự thật. Có thiệt vậy không mẹ? Thì cho dù năm xưa bà cứu con Phương thiệt đó, nhưng mà bây giờ bà vẫn bao che cho con trai của bà, bỏ mặt con Phương đó, thấy không? Mọi người không thấy thì sao? Chị hai à, chị đừng có công kích chị Diệu như vậy nữa. Mình đã nợ chị Diệu quá nhiều rồi. Mình không nên ép chị Diệu đi tố cáo con mình. Có người mẹ nào mà không thương con? Đó là lẽ thường tình mà. Còn về thằng đó,
Nếu nó thật sự hại con Phương, công an sớm muộn gì cũng điều tra ra và bắt nó. Trời ơi. Thôi được, con sẽ không ép dì Diệu đi tố cáo hắn nữa. Nhưng con sẽ tìm cách vạch mặt hắn. Ba chồng con sắp sửa về hưu rồi, con sẽ không để cho hắn toại nguyện đâu. Sự thật, mẹ mình là người như vậy sao? Không phải mẹ thiên vị, mẹ sẽ từ từ dạy dỗ Kiệt và Thương. Nhưng muốn dạy được các em thì con phải làm gương, con phải giúp mẹ. Chứ như hôm nay con sai là vì con đánh lộn, làm cho mẹ khó xử. Nếu nó thật sự làm hại con Phương thì mình phải khuyên nó ra đầu thú. Mình có thể để nó lún sâu vào tội lỗi được. Chị Lai. Ủa, chị Diệu, chị đi đâu mà về trễ quá vậy? Mấy lần tôi thấy chị đi ngang mà tôi ngại, tôi không dám kêu. Dạ, nãy giờ tôi đứng đợi cậu Quân ở đầu đường. Mà sao không thấy cậu về đường này, thành ra tôi mới tới đây. Mà mỗi khi cậu ngồi làm việc ở trên phòng, sao bữa nay tắt đèn tối thui à? Cậu Quân, mấy bữa nay cậu bị bệnh, cho nên cậu xin nghỉ phép mấy ngày không có làm việc. Cậu đang ngủ ở trên phòng đó. Cậu bệnh gì vậy? Có nặng lắm không? Cậu bị nóng sốt thôi. Bác sĩ có tới khám rồi, nói cậu là cần nghỉ ngơi thôi chứ không có sao hết đó. Vậy thôi tôi về nghe chị. Dạ. Tôi nghe bà đã chôn xác của nó xong rồi. Đảm bảo không ai phát hiện ra. Như vậy sẽ tốt hơn. Nếu cái xác bị phát hiện, rồi điều tra đủ thứ hết. Bây giờ chuyện con cần làm là phải xác định được chắc chắn ông Phát sẽ di chúc lại tài sản bao nhiêu cho con. Tôi biết rồi. Đại ca, con Hoài chắc nó ở dãy nhà trọ này, ở phòng số 4. Nhưng mà đại ca hao công tốn sức chi vậy? Em thấy chuyện này đã có ảnh hưởng gì? Phải tạo niềm tin là tao làm được việc, tụi nó mới không cho người về ăn gian. Thì ra là vậy. Qua chắc. Qua chắc. Qua chắc. Ai vậy? Quay ra đây. Mày là thằng nào? Kêu réo cái gì? Tao mang mối làm ăn tới cho mày. Mối gì? Có phải lúc trước người ta thuê mày đạp xe con hot girl Vĩnh Vương phải không? Bây giờ chỉ cần mày khai ra hết sự thật, tao đảm bảo với mày, mày sẽ có số tiền không nhỏ đâu. Đó giờ tao làm ăn uy tín. Cút! Mày nói ai cút? Vậy mày có biết Tú Kẹ không? Ông đó máu mặt, ai mà không biết. Nói là anh em thân thiết với tao ở trong tù. Bây giờ, một là mày làm theo lời tụi tao, vừa có tiền vừa được yên thân. Còn hai là tao báo cho Tú Kè thì cái mạng của mày khó sống đó. Mày biết chưa? Đó, chính cổ thuê tôi làm, chứ tôi không biết gì hết á. Nè, mày lại muốn gây sự gì nữa đây? Sao lại đi tố cáo Vi? Anh tới cũng đúng lúc lắm. Đỡ phải mất công một chút nữa, mấy anh công an phải đi tìm anh. Chúng tôi đã tìm được cô Hoa. Cổ khai rằng chính cô Vi đã thuê cổ tông xe, làm cho con Phương phải nhập viện rồi sảy thai. Chưa hết, cổ cũng được cô Vi thuê báo tin cho bà Thanh chuyện tôi với ông Hải, rồi quay clip tung lên mạng. Anh còn gì để chối nữa không? Tại sao em làm những chuyện đó? Anh thật sự không ngờ. Thì tại vì em yêu anh thôi. Em đã từng nói với anh,
Dù cho anh có bao nhiêu cuộc tình thì em vẫn bỏ qua cho anh. Nhưng mà em không chấp nhận. Anh thật lòng yêu bất kỳ cô gái nào khác ngoài em. Anh đã nói là không có yêu Phương. Anh còn dối em nữa hả? Anh không yêu cổ. Mà tại sao không nỡ bỏ đứa con đó? Anh không nỡ thì để em làm thay anh. Em không muốn anh cứ dây dưa không dứt như vậy. Hôm ở Đà Lạt, anh đã đưa cổ đi cấp cứu. Chính mắt em đã nhìn thấy. Taxi của em chạy sau taxi của anh. Anh còn chối nữa hả? Anh chỉ tình cờ gặp cổ giữ được, thấy cổ bất tỉnh cho nên mới đưa cổ vô bệnh viện thôi. Mình đã quen nhau 20 năm rồi. Em có thể nhìn được biểu hiện của anh là có thật lòng hay không? Đó không phải là một cú đạp xe, mà còn là đòn tâm lý. Cô cố tình muốn đánh vào em tôi nữa đúng không? Tôi đã tìm hiểu Phương. Phương là một người có phần ngây thơ và mới bước vào đời, chịu áp lực kém và thiếu khả năng tự bảo vệ mình. Khác với tôi và cô, với người như anh Quân thì sẽ bị thu hút với người có tính cách đối lập và cần được anh bảo vệ. Em nói có đúng không? Cô đúng là thâm độc mà. Cô muốn đẩy con tôi vô đường chết hay sao? Bà đừng tự suy diễn. Cô muốn chết, tôi cản cô được sao? Cô... Anh biết là em yêu anh, nhưng mà em lại dùng thủ đoạn như vậy, anh không thể nào chấp nhận. Anh Quân! Anh Quân! Cô đứng lại. Cô chờ đó, sẽ có người làm gì với cô? Lớn vậy. Tôi sợ kêu bà không nghe. Trời đất ơi, làm như tôi bị điếc vậy. Bà đi đâu vậy? Đi đâu đây? Kiếm con Phương hả? Tôi với thằng Kiệt ráng chạy mấy ngày nữa kiếm nó coi sao. Nè, chị dự giờ này sao rồi? Chị buồn lắm. Tôi không ngờ số của chị lại khổ như vậy. Hồi xưa đã khổ rồi, 20 năm sau cũng khổ tâm đủ thứ. Bây giờ tôi chỉ cầu mong thằng An nó đừng có liên quan gì tới vụ con Phương. Nếu không, không biết chị Diệu sẽ ra sao nữa. Tôi cũng khuyên chị hai tôi, thằng Kiệt và con Thư, đừng có ép chị Diệu đi tố cáo thằng An nữa. Bây giờ chỉ mong kiếm được con Phương thôi. Thu, hay tôi với bà vô quán ngồi uống nước đi. Lâu lắm rồi hai đứa mình chưa ngồi uống nước với nhau. Ngồi cái gì mà ngồi. Ông kiếm con Phương thì lo đi kiếm đi. Tôi đi qua thăm chị Diệu. Bà lúc nào cũng vậy. Tôi vậy là sao? Không thích thì tránh đi. Trời ơi, dễ gì. Tôi không dễ gì tránh ra xa khỏi mục tiêu giữa cuộc đời tôi đâu. Ông tào lao thiệt. Bà Thu, bà Thu, bà Thu. Alo, đang đâu anh? Em giao đồ lợi có 10.000 mà anh cứ chỉ vòng vòng quá. Hả? Ở trong hả? Phiền quá phiền. Có 10.000 hạnh quá hạnh. Bực thiệt. Dạ, xin lỗi anh, xin lỗi. Mày đi đầu thai hay sao mày đi gấp vậy vậy mày? Sao nói chuyện vui vậy cha, tự nhiên nói tôi đi đầu thai. Anh Vũ đúng không? Có mày đúng là... anh Vũ không? Mày là... Trời ơi, tôi nè. Thằng Phúc nè. Thằng Phúc đậu đội trời chân đập đất nè. Thằng Phúc? Ừ. Mày... mày đậu đội trời chân đập ấy thì có. Ủa sao hình như câu này có người nói giống giống anh nè. Mà đừng nói mấy câu ghê quá. Tôi nghĩ tới là thấy ớn rồi đó. Mày đúng là thằng Phúc thiệt rồi. Phúc nè. Mấy chục năm không gặp, sao giờ này mày phát tướng quá vậy? Suýt nữa là tao nhận không ra mày rồi. Tại vì dạo này bơ sữa nhiều quá nên mập ra. Sao? Tới sào bài hả? Sao tao tới mấy lần tao không gặp mày vậy? Tôi bỏ rồi anh ơi. Bây giờ tôi chạy xe ôm, giao hàng cho người ta kiếm thêm nè. Dạo này coi bộ nhìn khấm khá hơn hồi xưa nha. Thì tao đã nói với mày, có cái đầu thì không bao giờ nghèo được hết. Sắp tới tao còn hơn bây giờ nữa. Mày còn nhớ công ty ba vợ ngày xưa tao nói với mày không? Ông chưa để lại cho anh rồi hả? Ta nói là phải nhờ cái đầu mà. Thôi, tao xuống dưới à. Có việc gặp lại. Dạ. Yeah.
gom hết. Mẹ xui ghê. Nè, bộ hết tiền rồi hả? Mày có biết công ty Thuận Phát không mày? Công ty Thuận Phát? Ở dưới này ai mà không biết. Làm xây dựng chắc cũng giàu lắm á. Đừng có nói thu bài, tính kêu tôi đang cướp nha cha nội. Mày điên hả? Nói cho mày biết, công ty của bà vợ tao đó. Cái gì? Thuận Phát là tên của ổng. Thì ông cha, cha vợ vậy sao mà nhìn cái tướng tàn vậy? Thì tại vì ổng không có chấp nhận tao. Không thôi thì tao đã đổi đời rồi. Nhưng mà nói thiệt với mày, cũng có ngày nó cũng là của tao thôi. Nói chuyện gì mà chất quốc vậy? Ổng không nhận anh mà sao cho anh được? Tao đã nói, cái gì cũng phải biết dùng cái đầu, hiểu chưa? Mày chú ơi, công an tới kìa. Công an tới. Sao ổng nói công ty Thuận Phát sắp lập của ổng? Sao kỳ vậy? Hay là ổng cấu kết với Thành An? Mình phải thăm dò coi sao. Quên về cho khách nữa. Anh Vũ, em chạy với. Sao mày nói mày bỏ rồi mà? Mày, bài bạc nó ăn vô máu rồi, làm sao mà bỏ được? Em sau này mà có chết á, lại nhớ liệm thêm mấy bộ bài luôn, xuống dưới đánh liền khỏi kiếm tập quá mà mua. Ý của mày muốn chết đúng không? Chém đánh đi anh. Chờ lát có thiếu tay rồi vô mày. Đánh đi. Anh cho tôi hỏi. Gì chị? Anh có thấy cô gái trong hình này không? Anh có thấy cô gái này ở quanh khu vực này không? Chị vô trong hỏi thử coi chứ tôi không biết. Dạ cảm ơn. Dạ không có gì. Dạ. Bánh này cô. Cảm ơn. Chị hai, chị mới gọi điện cho họ. Họ nói tối ngày mốt họ sẽ thu xếp cho mình qua Thái. Nếu không trục trặc thì mình đã đi lâu rồi. Nếu biết họ lề mề như vậy thì chị đã nhờ chỗ khác rồi. Em phải cẩn thận đó, họ mà bắt được là mình tiêu đời. Dạ em biết rồi. Quyên. Anh Kiệt. Thì ra bao lâu nay cô dám gạt tôi. Không phải đâu anh, tại vì hiện tại em bị dở nợ, không đủ khả năng chi trả, nên em mới đành phải trốn. Em không muốn liên lụy tới anh. Số tiền kia em chỉ định mượn tạm thôi, sau này có tiền em sẽ trả lại cho anh mà. Cô đừng có đóng kịch nữa. Trúc đã nhắn cho tôi biết hết sự thật rồi. Cô chưa hề yêu tôi, chỉ lợi dụng tôi thôi. Trúc, em dám phản chị. Hai, em xin lỗi hai. Nè, cô làm gì vậy? Hai, tại em ấy nãy với anh Kiệt thôi. Tôi nể chút tình nghĩa xưa, bây giờ cô mau lên công an đầu thú đi. Nếu không á, đừng có trách tôi. Em xin lỗi anh. Thôi được rồi, em đi với anh. Theo tôi. Kiệt, có chân. Kiệt. Kiệt, còn có sao không? Chị Diệu, chị có sao không? Không, chị không sao. Đưa nó lên công an đi con. Tôi hận mấy người, tôi hận mấy người. Sao mày bất cẩn quá vậy hả? Chị hai, thôi mà. Đây là đồn công an đó. Tôi và thằng Kiệt vừa lấy lời khai. Chúng tôi đã nói rất nhẹ về cô với công an, để họ có thể xử lý nhẹ nhàng với cô. Dạ con cảm ơn gì. Họ bắt mình lên đây, em còn cảm ơn cái gì chứ.
Tôi nói cho cô biết, công an họ vừa cho hay máy mà chị em cô bị bắt. Không thì cô đang dính líu tới một đám giang hồ. Tụi nó định xử lý chị em cô kìa. Anh đừng có mà lên mặt ở đây. Cút ra cho tôi. Chị hai, chị đối xử với anh Kiệt như vậy á, mà anh Kiệt anh còn giúp mình. Sao chị chưa chịu hối lỗi vậy? Em im đi. Tôi giúp cô là chuyện nên làm thôi. Từ khi tôi biết được bộ mặt thật của cô thì tình yêu tôi dành cho cô cũng đã không còn nữa. Chuyện giữa tôi với cô coi như kết thúc tại đây. Những vấn đề còn lại cứ giải quyết theo pháp luật đi. Thằng Kiệt nó yêu cô thiệt lòng. Nếu nó biết cô nợ nần thì chắc chắn nó cũng sẽ cùng cô gánh vác. Nhưng cô lại ích kỷ, chỉ coi trọng tiền tài mà đánh mất hạnh phúc của mình. Tôi biết cô ghét tôi, ghét mấy lời dạy đời của tôi. Nhưng tôi chỉ muốn nói một lần cho cô hiểu. Tôi mong một lúc nào đó cô sẽ bình tâm nhìn lại mọi chuyện và nhận ra lỗi lầm của mình. Chào cô. Dì đi nghe. Dạ. Con uống miếng nước đi. Dạ. Con đừng đau buồn vì những người không xứng đáng với tình cảm của mình. Nhưng lời hồi nãy con nói là thật. Con đã thông suốt, không còn tình cảm hay đau buồn gì Quyên nữa. Nhưng nếu là trước đây lúc mới yêu Quyên đó, con mà biết sự thật này về Quyên, nhất định con sẽ vô cùng đau khổ, khó mà nhược dậy như bây giờ. Tương lai của con lúc đó chắc là coi như chấm hết rồi. Từ trước tới giờ dì luôn lo nghĩ cho con. Còn con thì từ trước tới nay chưa làm được chuyện gì cho dì hết. Vậy mà hôm trước con không cảm thông cho dì, cùng với con Thư ép dì đi tố cáo thằng An. Dì à, con xin lỗi dì. Người xin lỗi phải là dì. Dì nợ thằng An khi năm xưa không cứu kịp nó. Nếu thật sự nó làm hại con Phương thì dì sẽ không bao che cho nó. Còn việc đi vạch mặt nó với ông Phát thì dì không thể. Dì mong con hiểu cho dì. Con hiểu nỗi khổ tâm của dì mà. Bây giờ chỉ mong là mình tìm được con Phương mà thôi. Con nè, ngày mai mẹ sẽ liên hệ với báo chí, kêu họ viết bài minh oan cho con Phương. Nhất định phải cho con Vi đó bị trừng trị, chứ không thể nào hòa giải ngoài tòa như vậy được. Bên nhà đó cũng sẽ thuê luật sư. Mức phạt cao nhất theo con nghĩ chắc là cải tạo không giam giữ thôi. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ba chồng con vốn không ưa những vụ tai tiếng. Hết tình khốn đó rồi tới giờ sắp cưới của hắn, chắc ba con cũng tức giận. Nè, con thấy có phải con Vi đó nhận hết tội cho thằng khốn đó không? Đồng ý là những vụ của con Phương đó, nó làm một mình. Nhưng còn vụ của con thì sao? Mẹ không tin là thằng đó không liên quan đâu. Có thể chuyện này cũng một mình Vi làm thôi. Vi rất thông minh, nhưng mà yêu kiểu rất là mù quáng, hết lòng vì người mình yêu. Thằng khốn nạn đó, nó có điểm gì tốt mà không hiểu sao mấy đứa con gái cứ nhào vô nó là sao ta? Nè con, có phải con còn yêu nó có đúng không? Con chỉ hận hắn thôi. Có yêu thì mới có hận. Mẹ hiểu cảm giác này của con mà. Ngày xưa mẹ cũng yêu ba của con, rồi chuyển sang hận. Tới tận bây giờ mẹ vẫn còn hận ông. Và mẹ hận luôn cả người đàn bà kia nữa, không buông bỏ được. Rất đau khổ. Mẹ không muốn con đi theo với xe đổ này của mẹ. Con có thể tranh giành tài sản với nó, loại bỏ nó, nhưng là vì bản thân của con, chứ không phải vì nó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Con không phải là một đứa con gái si tình. Con biết tất cả những gì con làm chỉ vì bản thân con mà. Sao đường đông quá vậy trời? Hình như ở đằng trước có tai nạn giao thông hay sao đó mẹ. Dạ, ngoại kêu con có chuyện gì không ngoại?
cậu ngồi đi. Ngoài cứ tưởng con Vi nó biết suy nghĩ, sao nó cũng nông nổi làm ra mấy chuyện như vậy. Con nghĩ bên nhà chú Sơn sẽ thuê luật sư cho Vi, chắc là cũng không có gì nghiêm trọng đâu ngoại. Rồi con tính sao? Lúc ở trụ sở công an về, con vẫn chưa liên lạc với Vi. Con nghĩ việc đám cưới chắc là nên quản lại. Con đã nói chuyện con Vi không nghiêm trọng, sao lại muốn trì quản đám cưới thêm lần nữa? Con muốn suy nghĩ lại tình cảm của mình và Vi, với lại như vậy sẽ tốt hơn là tổ chức đám cưới trong lúc này. Từ trước giờ ngoại không bao giờ can thiệp vào quá trình con làm bất cứ chuyện gì. Ngoại chỉ nhìn kết quả, ngoại để cho con tự quyết định. Dạ, con sẽ không làm cho ngoại thất vọng đâu. Dì nghe nè Thư. Alo, dì ơi. Dì Diệu bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải mổ cấp cứu ở trong bệnh viện. Dì Diệu thuộc nhóm máu cực hiếm ABRH trừ, nên bệnh viện không có. Dì có thuộc nhóm máu đó không dì? Không, dì nhóm máu B mà. Vậy hả? Vậy dì biết ai có nhóm máu đó đến bệnh viện Hạnh Phúc để cứu dì Diệu liền được không? Ờ, được rồi. Để dì hỏi bạn bè của dì coi sao rồi dì báo cho. Dạ. Vậy nha con. Nhóm máu đó hiếm như vậy, đâu có nhiều người có đâu. Đúng rồi, ngày xưa lúc ăn mổ ruột thừa thì chính chị Diệu để truyền máu cho nó. Có lẽ cả hai cùng nhóm máu. Sao không nghe điện thoại đi? Dạ. Alo. An hả? Mẹ con đang bị tai nạn giao thông, chuẩn bị mổ cấp cứu trong bệnh viện. Bệnh viện không có nhóm máu của mẹ con. Con mau tới truyền máu cho mẹ con, mau lên đi nha. An, mau nha con. Bệnh viện nào? Bệnh viện Hạnh Phúc đó. Được rồi, tôi tới liền. Ngoại hả? Con có người bạn bị tai nạn đang cấp cứu, bây giờ con tới đó có sao nha ngoại? Ừ, con đi đi. Con đi nha ngoại. Thư, chị Diệu sao rồi con? Dì Thu, dì đang ở trong phòng chuẩn bị mổ rồi. Trời ơi. Dì, dì tìm được người truyền máu chưa? À, con kêu bác sĩ lấy máu liền đi con. Nhanh lên. Sao anh còn đứng đó nữa? Mẹ anh đang cấp cứu, nguy kịch đến như vậy mà anh không chịu truyền máu hả? À, truyền máu đi con, nhanh lên. Không lẽ con muốn thấy mẹ con chết sao? Xin lỗi, tôi có điện thoại. Nhóm máu cần là nhóm máu gì vậy dì? ABRH trừ. Con với chị Diệu cùng nhóm máu mà. Dì Thu, dì bị sao vậy? Con là Quân. An nào ở đây? Con nghe dì nói dì Diệu cần truyền máu, cho nên sẵn tiện con tới giúp. Mà tiếc con không phải nhóm máu đó, sao mà truyền được? An, con có còn là con người nữa không hả? Mẹ con đang cấp cứu mà con không nhận lại mẹ, không cứu mẹ con hả? Anh gì không muốn lộ thân phận mà để cho mẹ mình chết. Lương tâm của anh đúng là bị chó tha rồi. Mợ, mợ đừng có nặng lời như vậy chứ. Tôi không cùng nhóm máu làm sao mà tôi giúp được. Thay gì mợ ở đây mà chửi tôi, chi bằng bây giờ đi tìm người cứu gì của mợ đi. Anh uống nè. Dì Thương, mẹ mày yêu thương mày. Chị làm gì vậy? Nói tao phải chết mày mà. Gì đâu nha. Có chuyện gì vậy? Thu, làm cái gì vậy? Trời ơi, bình cái gì vậy Thu? Mà đánh lộn là sao? Chị Diệu, chị không có sao hết hả? Sao con Thư nó nói là chị mổ
nằm ở trong kia. Hồi nãy chị đang dừng chờ đèn đỏ, có cái xe đen kia nó tông liên hoàn, nhiều người bị thương nặng lắm. Chị may mắn chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nên chị với bà Tuyết với con Thư hỗ trợ đưa mấy nạn nhân đó vô bệnh viện. Ủa, mà có chuyện gì vậy? Tôi với con Thư chỉ muốn giúp bà kiểm tra lòng hiếu thảo của con bà thôi kìa. Tôi cố tình giữ bà trong phòng hỗ trợ bệnh nhân để con Thư ở ngoài đây thử lòng nó. Con nói với hắn, vì là người bị tai nạn, nằm ở trong phòng cần truyền máu để cấp cứu, nhưng mà hắn vẫn nhẫn tâm nói mình không cùng nhóm máu với gì. Con bà đúng là hiếu thảo thiệt luôn á. Nó đúng là không có lương tâm mà. Hên là chị không bị làm sao hết. Nè, mấy người giỡn đủ chưa? Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì tới bà hết. Đừng có giỡn nhiều trò nữa, tôi không có rảnh đâu. Mày gì? Dì thấy rõ bộ mặt thật của hắn rồi đó. Hắn không xứng đáng với tình thương của dì dành cho hắn đâu. Dì nghe lời con, dì đi gặp ba chồng của con đi. Dì mệt rồi, thôi dì về nghỉ. Thôi con đừng có tốn sức khuyên bả nữa. Bả sẽ không vì con mà tổn hại con bả đâu. Dì không ngờ con lại quá đáng như vậy. Dì à, tại vì dì nhất định không chịu đi xét nghiệm, con mới phải dùng cách này thôi. Con chỉ muốn vạch mặt hắn, con làm như vậy có gì sai chứ? Con đã thay đổi quá nhiều rồi. Bây giờ con chỉ nghĩ tới việc hạ thần quân để có được tài sản nhà nó. Con không còn quan tâm tới cảm xúc của dì con nữa. Con không thấy dì con đang rất đau lòng sao hả? Nè, là do mẹ con bả sai trước, bả đáng phải nhận hậu quả ngày hôm nay. Còn Thư bây giờ đúng là giống bà rồi đó. Bà nói cái gì? Ngang ngược, ích kỷ. Con, kệ bà đi. Nè, mình về đi, có gì mình tìm cách khác. Đi đi con. Chị, nó hết thuốc chữa rồi. Chị coi như không có đứa con như nó đi. Chị đừng khóc nữa mà. Em đang thua cháy túi, nợ ngập mặt ngập mày. Anh nể tình đồng chiếu, có mối nào làm ăn chăm theo giới. Anh ăn cơm sườn, em chỉ cần miếng xương thôi, được không anh? Mày yếu ớt, đầu óc chắc không làm được bao nhiêu, muốn giúp cũng khó được. Coi vậy chứ mạnh lắm, cái gì em làm cũng được hết. Vậy đi, tao có tụi đàn em đang đi đòi nợ thuê, tao sẽ kêu tụi nó thu nhận mày vào làm thử. Em tưởng làm với anh, làm với tụi nó hả? Thôi, em không có quen, biết có hợp không? Tụi nó là đàn em thân cận của tao, bình thường thì đi đòi nợ kiếm thêm, nhưng chủ yếu là làm việc cho tao. Đợi tao phất lên, tao sẽ cho tụi bay bành trướng quy mô. Mày với tụi nó cũng dưới trướng của tao hết, có gì đâu mà sợ. Vậy có gì anh cho em theo giới? Ừ, được rồi, để tao sắp xếp. Dạ anh Vũ. Chuyện gì mà nhìn anh bực mình vậy? Bực mình sao bực mình? Anh vừa mới nhận được tin của ông luật sư Bảo. Bây giờ ba đang nhờ ổng soạn di chúc kìa. Vậy kết quả sao? Còn cái gì nữa? Tài sản nó 50, anh 50, nhưng cổ phần nó 90%, anh chỉ có 10% thôi à. Bây giờ chức chủ tịch chắc chắn là thuộc về nó rồi. Nhưng mà cái này chỉ là soạn thảo, ba vẫn chưa ký mà. Biết đâu ba còn suy nghĩ lại. Trừ khi có cái việc gì nghiêm trọng dữ lắm ba mới thay đổi ý định thôi. Bây giờ chỉ cần cái chuyện mà nó không phải là con của chị hai, đủ để nó bị xóa tên khỏi tờ di chúc rồi. Mà tức cái là ông già ông không bao giờ mà nghĩ tới chuyện đó, ông không bao giờ chịu đi xét nghiệm. Còn mình á thì chưa tìm được chứng cứ. Thật ra tên Quân không dễ đối phó đâu.
Lúc nãy em gài bẫy để hắn truyền máu cho dì Diệu, nhưng mà hắn thà để mẹ hắn chết chứ hắn không bao giờ để lộ thân phận. Vậy cái chuyện em tìm người ở An Giang sao rồi? Có hiệu quả không? Để ba mà ký di chúc á là khỏi thay đổi luôn đi. Anh đừng có lo, nhóm người của chú Vũ làm việc rất là hiệu quả. Dù con Phương khó như vậy mà chú còn tìm ra mà. Em nghĩ lần này chắc sẽ có hy vọng. Để ngày mai em điện lại cho chú đốc thúc thêm. Ê, nè, hâm nóng tình yêu kìa. Anh thấy mệt quá, mới đi làm về. Chút xíu thôi, mệt cái gì mà mệt. Hâm nóng chút xíu tôi... Nè, nè, đối xử với chồng vậy hả? Rồi, đừng có hòng thoát khỏi tôi. Lại đây, tôi với anh nói chuyện. Mấy ngày hôm nay tôi thấy anh theo dõi tôi. Ai là người thuê anh theo dõi tôi? Chị nói cái gì vậy? Tôi có theo dõi chị hồi nào đâu. Họ cho anh bao nhiêu? Tôi cho anh gấp 3 lần. Chào. Quen thân lắm sao? Tới đây làm gì? Tôi với bà quen thân lắm hay sao? Mà bà lại kêu thám tử gửi hình bồ nhí của ông Hải cho tôi, còn kêu người theo dõi tôi để phát hiện gian tình của tôi. Tôi nói cho bà biết, tôi là tôi không thích chuyện ông ăn chả bạn nem, nên tốt nhất bà đừng có phí công phí sức nữa. Chính bà là người muốn ly dị anh Hải, và cũng được một mớ tiền để mở cái quán này rồi. Tại sao bà còn quay lại phá tôi? Là mày phá tao trước. Tao đã biết bộ mặt thật của thằng Bách. Nó đã khai với tao là mẹ con mày đã dùng tiền để thuê nó dụ dỗ tao ly dị ông Hải. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Tao sẽ vạch mặt mày cho ông Hải biết. Tôi cảnh cáo bà, tốt nhất bà nên an phận. Anh Hải từ lâu đã chán ghét bà. Ông Hải mà biết tôi làm chuyện này, ông còn cảm ơn tôi nữa. Bà không đấu lại tôi đâu. Mẹ. Dì Thấm. Mẹ mày lợi dụng tao, hai tao thua lỗ. Bây giờ tao nợ ngân hàng mấy trăm triệu kìa. Hai tao phải xây sở khó khăn, thế nào cũng bị quả báo. Làm ác quá, cho nên bây giờ con Phương nó lãnh đó. Dì ăn nói đàng hoàng lại đi. Chuyện quán phở là dì tự đầu tư, ai ép buộc gì? Còn chưa kể, chi nhánh của dì phục vụ không tốt. Người ta lên Facebook người ta chửi thậm tệ cái chi nhánh của dì, ảnh hưởng tới hệ thống. Nể tình quen biết lâu năm, tôi chào dì một tiếng là lễ độ lắm rồi đó. Cái đồ hỗn láo khó ưa. Để rồi coi, có ngày chúng đánh phù mỏ cho mà hay. Hả, chảnh. Chị ơi, chị... Ý, chị là người mẫu Lệ Thanh phải không? Dạ. Trời ơi, công nhận nhìn chị ở ngoài trẻ đẹp như gái đôi dạ, mưa vậy đó. Cảm ơn chị. Chị em nghe quán chị đang tuyển tạp vụ hả? Em nè, em mấy chục năm kinh nghiệm luôn đó, làm việc nhanh nhẹn lắm, cái gì em làm cũng được hết á. Chị mướn em nha. Bộ chị quen với con Thư hả? Sao mà tôi thấy nó hổn với chị dữ vậy? Nhỏ nãy hả? Trời đất ơi, em biết nó từ lúc nó mới sinh luôn đó, cả nhà nó không ai tốt lành hết chị ơi. Hại em te tua luôn á. Mà nó còn cướp ông Hải của chị nữa mà. Chị, tính ra là hai chị em mình chung kẻ thù đó. Ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chị nhận em vô làm nha. Chị tới trễ rồi. Thật ra là quán của tôi đã tìm được tạp vụ rồi. Mà tôi cũng đang tìm điểm yếu của nó, tìm cách chơi lại nó. Mình cùng hợp tác nha. Kiếm được rồi sao chị không nói sớm? Em thì em rảnh thiệt, nhưng mà em không có rảnh hơi. Để thời gian đi kiếm việc còn hơn kiếm chuyện. Em đi nha. Thôi mà, ngồi xuống đi. Sao nóng dữ vậy? Tôi chưa nói hết câu mà. Chỉ cần chị giúp được tôi, tiền bạc không thành vấn đề. Chị muốn bao nhiêu cũng được hết. Chị nói thiệt hả? Mà giúp cái gì? Mà con Thư nó có người yêu hay bồ cũ gì không chị? Ông Hải mà biết nó có qua lại với người yêu, thế nào ông cũng bỏ nó hả? Không làm được vợ của anh,
thì là mợ của anh. Bộ chị không biết sao? Chị nói vậy là sao? Là vậy. Tôi nghe mẹ nó nói á, ngày xưa nó yêu đương với sếp của nó là thằng Quân, cháu ông Hải. Sau đó á, rồi em nghe nó nói là nó cũng quen với con Phương nữa. Coi như một mình thằng Quân mà quen với hai chị em nó đó. Vừa cho đáng đời, hai chị em bị một mình thằng Quân gạt hả? Bộ hai đứa nó từng gặp bộ thiệt với nhau hả chị? Thiệt chứ sao không? Ê, chẳng lẽ mày muốn đầu thú sao? Mày muốn ngồi tù, muốn mất hết tất cả sao? Tao vô đi. Ông ngoại. Tao, con nghỉ phép đã đủ chưa? Nếu muốn nghỉ thêm nữa, để ngoại thông báo đình chức của con, cho con có thời gian nghỉ dài hạn luôn. Dạ, con hồi phục rồi ngoại. Ngày mai con sẽ đi làm lại. Bộ con có chuyện gì không vui sao? Dạ không có ngoại. Mà sao ngoại lại hỏi con như vậy? Từ trước tới giờ ngoại chưa bao giờ hỏi con chuyện riêng tư đúng không? Chỉ có học hành, công việc, nên con cảm thấy lạ hả? Dạ hôm nay con mà trong người thôi ngoại, con sẽ không lơ là công việc nữa. Ngoại đi nghỉ sớm đi ngoại. Ừ. Chuyện xảy ra chỉ là tai nạn. Mày đã cố gắng rất nhiều rồi. Mày không thể nào mất tất cả, không thể ngồi tù được. Chuyện với An Giang sao rồi chú? Người của chú đang tìm, nhưng mà cũng khó lắm. Vì đã 20 năm rồi, cái xã đó có tới mấy ấp lần, cho nên không biết chính xác là chỗ nào. Mà cũng có khi đợt đó là con Phương nó hên. Dạ, nếu mà thiếu người, chú cứ kêu thêm người cho con. Tiền bạc đối với con không thành vấn đề. Chú phải có kết quả nhanh trước khi ba chồng con công bố di chúc. Ba chồng con đã viết di chúc rồi sao? Dạ, cũng chỉ mới là soạn thảo thôi, chứ chưa ký chính thức. Vậy không lẽ ổng để hết tài sản lại cho thằng kia rồi? Dạ không, chồng của con được phân nửa tài sản và 10% cổ phần công ty. Nhưng con muốn hắn phải bị loại ra khỏi tòa di chúc đó. Vậy thôi, để chú sẽ cho thêm người tìm kiếm. Dạ, con cảm ơn chú. Ôi dạ. Ê. Ôi. À, xin lỗi cô nghe, vì tôi có chuyện gấp cho nên tôi chạy ẩu nên đụng cô. Cô sao không? Tôi không sao đâu. Có cần đi bệnh viện không? Để tôi đưa cô đi. Thôi khỏi đi, lần sau chú chạy cẩn thận nha. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nghe. Dạ. Ờ, tôi chạy xe hơi nhanh nên đụng cô này. Cô có sao? Không. Cho tôi xin lỗi nghe. Cô không sao rồi, cứ đi đi. À. Em đúng là khác trước nhiều quá. Không liên quan tới anh, mà anh đứng lại chi vậy? Thấy người đi đường bị như vậy cho nên tôi tới giúp thôi. Với lại hôm nay á, cô cũng giúp tôi tìm cô Phương. Buông ra. Ừ. Tôi vì thương con Phương với dì Diệu nên mới đi tìm phụ, chứ không phải vì loại người bạc tình như anh đâu. Tôi đã nói với cô rồi, trước khi đưa đơn đi dì á, tôi với Nguyên cũng không có gì. Chính cô cấm sừng tôi trước mà. Tôi với anh Bách đã không có gì hết á. Anh đừng có mà vu khống tôi. Tôi đang tìm anh Bách để mà đối chấp. Sao bạn cứ ám mình hoài vậy ta? Kiểu này nếu mình không dứt khoát như bạn vậy,
thì chuyện sẽ càng ngày càng phức tạp hơn. Mới mua thêm một sim điện thoại khác. Mày đừng có bám theo tôi hoài. Con Phương mất tích lâu như vậy mà còn chưa tìm thấy. Mẹ biết con có liên quan tới con Phương. Con cho mẹ biết con Phương còn sống hay không. Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì tới chuyện của Phương. Mày đừng có suy đoán lung tung nữa. Con đừng phạm thêm sai lầm nữa mà An. Mẹ thật sự không muốn mình phải tới công an để mà tố cáo con, nói ra những nghi ngờ của mẹ. Bà có đi tố cáo thì công an không có tin mấy cái lời vô căn cứ của bà đâu. An, nếu bà thực sự đi tố giác mày thì sao? Không, bà sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Bà sẽ không dùng cách đó. Vì như vậy thì bà đã giết tao rồi. Bà sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Chuyện đã tới nước này, sao mày không giả bộ ra tay lái để thanh toán bà đi? Nhưng mày đã lỡ tay giết con Phương đó. Mày nói cái gì vậy? Đó là mẹ của tao. Dù bà tao có như thế nào thì bà vẫn là mẹ của tao. Mày biến đi, biến như khuôn mặt tao. Biến đi.